Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop rồi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng. Mọi người trả góp qua ngân hàng thì mọi người chỉ cần căn cứ công dân, và trên nữ thì 18 tuổi và nam thì 21 tuổi là có thể qua bên mình làm hồ sơ rồi. Bên mình thì không hỗ trợ nợ xấu nha. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình thì có trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0616 8748 nha. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin vào trang fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo mình đều dùng hai số điện thoại này luôn. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách sẽ là bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Thì hôm nay mình cũng có về thêm được một số máy mới giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. Samsung Galaxy Tab S8 LED mọi người, full box luôn, có cái bàn phím luôn nha. Đây nè, một con máy mà siêu to khổng lồ luôn. Máy đẹp keng nha. Màn hình con này là màn hình OLED luôn nha mọi người, Tab S8 LED. Đây, có thêm một cái bàn phím nè, bao da kèm thêm cái bàn phím nữa. Máy đẹp keng 99 như mới luôn mọi người, như mới luôn nha. Tab S8 LED. Bên mình đang bán cái này chỉ có 10 củ rưỡi thôi mọi người. Samsung Galaxy Tab S8 LED nha, full box 10 củ rưỡi. Hàng chính hãng nha, hàng chính hãng đây. Full box nè. Con này ra mắt 2022, thời điểm 2022 con đó nó tới lanh quanh tới gần 30 củ á mọi người. Xiaomi Mi 12S Pro còn dáng nha, máy đẹp keng 99%, đã có tiếng Việt rồi mọi người. Chip 8 cộng Gen 1, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, viền pin 4600, màn hình độ phân giải 2K 6.73 inch. Con này thì có loa Harman nè, camera Leica nè, màn hình OLED cực kỳ đẹp luôn, AMOLED, camera khá là ngon. Đây, Mi 12S Pro nha, Xiaomi 12S Pro có tiếng Việt rồi, 6.6 triệu nha mọi người, 6.6 triệu thôi. Samsung Galaxy M33 5G hàng chính hãng, máy đẹp nha. Con này RAM 6128, M33 5G. Màn hình con này LCD thôi, máy còn rất là đẹp, hàng chính hãng luôn nha. 3.3 triệu mọi người, 3.3 triệu. Oppo A96 con này cũng đẹp keng luôn. Con này có, nói chung là nó xài ốp thì nó có nhăm nhẹ cái viền này thôi, chứ còn ngoại hình thì còn khá là đẹp. RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ 128, chip 680, màn hình 6.56 inch, độ phân giải Full HD nha. Oppo thì khả năng chụp hình quay phim của nó, em nó cực kỳ tốt luôn, cực kỳ nét nha, chỉ có 3.1 triệu thôi. LG Velvet Hero, con này thì không có phím bấm luôn mọi người, không có phím bấm luôn, có được một cái phím này thôi. Đây, tăng giảm âm lượng thì nó có cái, nó là phím cảm ứng nha. Một em lát xít cuối cùng của nhà LG, 5.5 triệu nha, Velvet Hero. Oppo Reno 7Z nha, màn hình AMOLED, chip 695 5G luôn, màn 6.43 inch. Con này có cắn nhẹ nha, cắn nhẹ. 3.2 triệu, 7Z 5G nha. Samsung Galaxy M54 5G, màn hình OLED, RAM 8, 256, chính hãng, 2 SIM nha, máy còn đẹp 98 nha, 5.450.000 thôi, 5.450. iPhone 11 Pro Max, ngoại hình đẹp, con này pin bảo trì rồi, máy còn khá là đẹp nha, màu trắng này cực kỳ đẹp mọi người, 7 triệu nha, 7 triệu. Oppo F9 RAM 6 128GB,
Hiệp 9 nha. Mà ngoại hình này còn khá là đẹp. Còn rất là đẹp luôn. 1 triệu mốt nha mọi người. Oppo F9 1 triệu mốt. Xiaomi Mi 11T. Con này lõi cảm biến. Máy zin luôn á. Mi 11T. Đây, RAM 8, màn hình AMOLED. Con này thì bên mình để cho mọi người chỉ với giá 3 triệu 2 thôi. Có một cái chip Dimensity 1200 nè. Camera chụp cực kỳ nét luôn nha. S21 LED mọi người. Bản này bản Mỹ, S21 cộng, bản Mỹ, máy đẹp nha. Bản Mỹ chứ bản Hàn thì bản Hàn 208 256, bản Mỹ thì RAM 8 128 nha. Đồng giá với nhau luôn, chỉ có 5 triệu 8 thôi. Xiaomi Redmi K30 5G 2 triệu 4. Con này chạy chip Snapdragon là 765 màn hình 120Hz. Con này là màn rất là đẹp nha. Đây, màn hình Full HD. 2 triệu 4, RAM là 6128. RAM 6 bộ nhiêu trong 128 màu đỏ nữa nè. K30 Pro mọi người, RAM 8 256GB. Con này chạy chip 865 màn hình AMOLED nha. Màn hình full view luôn, camera trước thọ thuộc, máy đẹp keng 99, 3 triệu 6 cho bản 256, bản 128 thì 3 triệu 4 nha. Con này là một con máy cấu hình cực kỳ mạnh luôn. Anh em nào chơi game mua nó về con cốt 3 cũ thì nó cực kỳ ngon. K70e RAM 12 256 5 triệu rưỡi nha. Và mình có bản RAM 8 một như 256 GB nữa, chỉ có 5350 thôi. Xiaomi Redmi K60 Ultra 6 triệu 7 nha, K60 Ultra. Con này là con K9S, mình có hai màu xanh và màu bạc như thế này nè mọi người. Chip Snapdragon là 778, màn hình 120Hz, 2 triệu 9 nha. Vivo V29 5G, RAM 12, bộ nhớ trong là 256, ngoại hình đẹp 98, còn bảo hành. Con này sở hữu một cái màn hình kích thước rất là to, 120Hz, kích thước là 6,78 inch. Camera thì cực kỳ nét rồi. Con này thì chỉ có 6 triệu 3 thôi. Unihead Tăng 2 mọi người, một con máy có máy chiếu nha, máy đẹp 99 như thế này nè, máy 98 thôi, con này trẻ nhẹ, 8 triệu 9. Và mình có thêm Unihead Tăng 1 nữa nha mọi người, một con máy có một cái camera, có một cái đèn led rất là to, pin 22.000 thì chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Samsung Galaxy S24 Ultra mọi người, mã Mỹ nha, mã Mỹ mà giờ nó có hai SIM luôn, một vật lý và hai vật lý luôn mọi người. Mây 1 hay mây 2. Ngoại hình này đẹp keng 99% nha, lay new luôn, S22 Ultra. Bản RAM 12 256. Bên mình chỉ có 19 triệu 9 nha mọi người, 19 triệu 9 S24 Ultra. Oppo Reno 12. Máy đẹp keng 99 nha. RAM 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB, màn hình OLED, vân tay trong màn hình nè. Con này thì chip Dimensity là 7.300, màn hình 6,7, full box, Reno 12, 9 triệu 2 nha mọi người. Xiaomi Redmi Buds 6 Pro mọi người, sạc nhanh 67W. Ui, đẹp lắm. Con này với chip cực kỳ mạnh nha. Đã có tiếng Việt rồi nha mọi người. Đây, Redmi Buds 6 Pro. RAM là 8 GB. Mượt cực kỳ. Camera đẹp lắm luôn mọi người, nét căng. Cái Redmi Buds, cái Xiaomi Buds 6 Pro này thì bên mình đang bán là 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu rưỡi. Có kèm sạc zin nha. Redmi Buds 6 Pro. RAM là 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB nha.
Red Poco X5 Pro. Cái này là cái Xiaomi Redmi giống Note 12 Turbo. Đã up ROM tiếng Việt rồi, qua Poco X5 Pro nha. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 12 Pro Max Bit nha mọi người. Nhưng mà bà đã up ROM qua Poco X5 Pro rồi. Đây, máy thì đẹp 99% nha. Bên mình đang bán cái này chỉ có 4 triệu 2 thôi. Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Con này người ta làm úp lưng bảo vệ máy mọi người. Note 12 Turbo. RAM 12 GB nha, bộ nhớ trong là 256 GB. 5 triệu 2 nha. Note 12 Turbo mọi người. Bản RAM 12 256 5 triệu 2. Xiaomi Redmi K70 Pro nha, này có con cày. Đây. K70 Pro, con này thì nó cái bản này nó có tiếng Việt đâu. RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB, chip 8 Gen 3 nha mọi người. K70 Pro thì bên mình đang là 9 triệu 2. 9 triệu 2 thôi. Redmi Note 13. Redmi Note 13 Pro, con này bán 256 GB sạc zin nè. Bán ra 12 256. Con này thì bên mình sẽ bán cho anh em với giá là 5 triệu rưỡi nhé. Redmi Note 13 Pro cộng 6 triệu rưỡi mọi người, 6 triệu rưỡi. Máy đẹp 99 nha, máy 98 là 6 triệu tư. Bán ra 12 256 nha. Redmi Note 13 Pro LED, một con máy có màn hình cong. Samsung Galaxy S22 Ultra hàng Việt Nam, ra 12 256, máy đẹp 98 nha, 11 triệu 9. Samsung A25 5G, bảo hành từ tháng 1 2025, 4 triệu 2 nha. Sharp R6 RAM 12 128, 4 triệu Sharp R6 nha. Samsung A24 bảo hành từ tháng 8 2025 luôn, 3 triệu 650 nghìn. Oppo A9 mọi người, cây này thanh lý rẻ cho anh em thôi, 1 triệu 7 nha. A9 RAM 8 bộ nhớ trong 128, A9 2020. Con này thì RAM 8 128, chip 665. Xiaomi 14. Đây, Xiaomi 14 nha, bản RAM 12 256, máy đẹp như mới, sạc nhanh 90W nha. Xiaomi 14 12 triệu rưỡi nha. Xiaomi 13 mọi người, chip 8 Gen 2 cũng máy đẹp như mới, một con máy camera đến từ Leica. Đây. 7 triệu 9 nha mọi người. 7 triệu 9 thôi. MIUI 20 Pro cộng nha, RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB. Đây, 8 triệu 4, một con siêu phẩm chip 8 Gen 2, camera siêu đẹp nha. Oppo Find N3 Lite mọi người, 12 triệu 12 triệu thôi, full box nha. Oppo Find N2 Lite 12 triệu. Và mình có máy không full box nè, không full box 11 triệu rưỡi thôi. Find N3 Lite thì có hai màn hình, chip Dimensity là 9003 nha mọi người, RAM 12 256. Đây, máy cực kỳ đẹp luôn. S21 Plus thì bên shop mình đang bán là 5 triệu 8 nha, RAM 8 128 bản Mỹ, 8 256 bản Hàn cũng 5 triệu 8 luôn. Oppo K9s mọi người, 2 triệu 9 nha, RAM 8 256, chip Snapdragon là 778 5G, máy cực kỳ đẹp luôn, đẹp như mới. Mình đang có hai màu nha, đây hai màu. Bên mình thì chỉ có là 2 triệu 9. Cái này là cây tăng 2, RAM 12 256 nha. Tăng 2 thì máy full box là 9 triệu rưỡi, không có box là 8 triệu 9. Còn tăng 2 Pro thì bên shop mình đang là 11 triệu rưỡi nha.
Huawei Mate 20X 4 triệu mọi người, một con máy màn hình AMOLED lên đến 7,2 inch luôn, RAM là 6128 nha. Huawei Mate 20 Pro mọi người, Mate 20 Pro màn hình cong, RAM 8 bộ nhớ trong 512GB, máy đẹp 99 nha. Rẻ cho anh em trải nghiệm luôn nè, chỉ có là 3.850.000 thôi. Con này là con S21 5G bản Mỹ nha, 4.9 máy đẹp nha, S21 5G. Và Sony 5 Mark 3 thì bên mình đang là 4 triệu nha mọi người. Sony 5 Mark 3 RAM 8128, màn hình 6.1 và con này chạy chip Snapdragon 888 nha. Oppo A73 mọi người, A73 5G 2 triệu thôi, RAM 8128 nha, A73 5G. Một con máy cấu hình cực kỳ mạnh luôn. Đây là cây Motorola Edge 2022, màn hình 144Hz, camera 50 chấm viên, pin 5000, màn hình OLED 3.2 nha. Con này là con Motorola One 5G ACE. Con này mình thanh lý cho mọi người 2.5 triệu nha. 5G ACE. Còn được sót lại một cái em nồi đồng khói đá nè. Cây này Samsung X-Cover Pro nha, 2 SIM, 2.350 thôi, X-Cover Pro nha. Realme 11, một con máy màn hình OLED, camera 108 chấm và viên pin lên đến là 5000. Con này màn hình AMOLED nha, tần số quét 90Hz, chip Helio G99, 3.4 triệu cho bản RAM 8128 và 3.6 triệu cho 8256GB nha. Một con máy chip Snapdragon là 778 luôn, mà nó có lưu ảnh nha. Con này là Vivo T1 5G, RAM 8128, 2.7 triệu thôi mọi người, 2.7 triệu thôi. Siêu phẩm màn hình gập Z Fold 5, RAM 12 bộ nhớ 2 256GB, chỉ có 19 cũ nữa thôi nha mọi người, ngoại hình đẹp ken 99%. Và mình có bản 256GB mã hàng nữa nha. Còn những con này thì nó đều 2 SIM hết, một vật lý và một eSIM nha, chỉ có là 19 cũ rưỡi. iPhone 13 Pro Max 128GB, pin 88, con này nó hơi trầy xíu nha, chỉ có 13.8 triệu thôi. iPhone 12 Pro 512GB, pin 84 nha, bản 512GB, 9.8 triệu. iPhone 8 Plus máy lóc nha, 64GB, pin 100, 2.3 triệu. iPhone XS Max 64GB, pin 80 nha, con này thì máy zin, 5.7 triệu. iPhone 11 Pro mọi người, 11 Pro máy lóc luôn nha, chỉ có 4.8 triệu thôi, khá là mềm, máy nguyên zin. Một cái máy khác rất là rẻ luôn, cái iPhone X 256GB luôn nha, chỉ có 3.7 triệu thôi. Con này là con iPhone SE 2.5 triệu thôi mọi người. Con này thì 128GB luôn, pin thì thay pin rồi nha, thay pin rồi. Xiaomi Redmi K40 mọi người, RAM 12 của nhớ 256GB, chỉ có 4 củ thôi nha. 4 củ là mình có hai màu nè, màu trắng, màu đen, màu cả màu bạc nữa nha, màu bạc luôn, 3 màu luôn. Con này là con Realme 11 mọi người, RAM 8256, một con máy nói chung là có cái màn hình tần số quét 90Hz, camera 108 chấm, màn AMOLED luôn, chỉ có 3.8 triệu thôi. Và mình có cái cây này thì bản 128GB, 3.4 triệu. Poco F3 mọi người, Poco F3 là phiên bản chính hãng của con Redmi K60 nha mọi người. Con này thì RAM 6128, chỉ có 3.6 triệu thôi. Và con này là con Huawei Nova 11i nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, chỉ có 3.250.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 9T 5G nha mọi người, RAM 6128, 2.1 triệu nha, Redmi Note 9T 5G. Con Vinmax Soi 4 mọi người, Vinmax Soi 4, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, chỉ có 1.8 triệu thôi nha. Con này là con TCL 40SE mọi người, RAM 4128, một con máy camera 50 chấm, màn hình rất là to, chỉ có 2 triệu nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi gì thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình.